Thế này kỳ là tự nó đâm ra anh nhỉ? Cái kỳ tự nó lên, cắt nó tự nó lên. Mầm gốc siêu phê pha luôn. Mầm tự nhiên nha anh em nha. Không kích chọc gì cả. 4 thân 9 mầm 10 mầm gốc này. 10 mầm. 4 thân già 10 mầm gốc chi chít kỳ trên thân luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 mầm gốc. Chậu này thì độ đẹp thì khỏi cái bàn. Năm ngoái là 4m7 này. 4m75. Kỳ khổ, năm nay chắc phải được 10 mét. Tầm 8 9 mét là chắc kiểu gì cũng được. Đây là chậu HO này. Hôm trước, vừa tuần trước quay với Lý Nhí mắt, bây giờ đã lên ra rễ gần hết rồi. Kinh khủng. Chậu Phú Thọ. Kỳ 51 là F hai mấy anh nhỉ? Thằng này F 21 hay 2? Nó top thân, nuôi kỳ nó top gì nó bé đi. Mà thân 51 nó chỉ bằng này thôi các bạn nhé. Chỉnh trăm quá đẳng cấp luôn. Chỉ có Phú Thọ HO thôi đấy. Cứ bền bóng là cứ bền bỉ này là khác, có những hàng cao cấp hết. Cái chậu bạch tuyết này nó phi như ngựa anh nhỉ. Dễ nó ra. Một tháng. Hôm 15 tháng 3 là nó bắt đầu mới nhú. Nhú dễ anh. Bắt đầu mới nhú mắt. Vâng. 15 tháng 3. 15 tháng 3 bắt đầu mới nhú như cái thủy. Thế mà giờ tức là một tháng nó đi được 1 tháng 4 ngày. Một tháng đi được 10 sen. Cả hai mầm đúng không anh? 12 sen. 12 sen. Bây giờ nó mỗi cái khoảng tầm 6 7 sen. Cứ ở nhà phun nước ngày kiếm à đâu tháng kiếm khoảng hơn tỷ. Thế thôi. Đây, Phú Thọ là đỉnh cao luôn đấy các bạn nhé. Toàn là những chậu nái khủng khiếp luôn. Chậu nào nhìn cũng phê luôn các bạn ạ. Quá là phê pha luôn. Đây các bạn nhìn chậu này. Bí quyết phân thuốc thì cũng như mọi người thôi. Cây quá khủng. Những cây này chưa chọc kích gì mà tự nó cắt ngọn nó khác tự nó tức nó lên các bạn nhé. Dây này khi xuống kỳ nó cũng phải được 5 6 sen, 7 8 sen một kỳ. Mầm gốc này không khác gì trong, sợ còn hơn cả phòng vượt đông ấy nhỉ anh nhỉ. Phòng vượt đông nó ra nó cũng dài, có thể dài hơn nhưng mà độ lực nó không được như này. Chúng ta cứ so sánh con gà ta với con gà công nghiệp thì nó như nào thì các bạn biết rồi đấy đúng không. Một mầm gốc như này mà một mầm già như này mà hai mầm gốc đã bằng thân mẹ rồi. Cây nào cũng 2-3 mầm gốc luôn. Cây này, cái này là thành củ chứ không phải là là mầm gốc nữa các bạn ạ. Đây là củ Phú Thọ nhé. Một thân mẹ mà hai thân mẹ 4 mầm gốc. Nhìn nó mướt nên rất là đẹp anh em nhé. Quá khủng khiếp luôn. Định tính không quay nhưng mà thích quá vẫn phải quay. Đang tính tháng sau quay lại nhưng mà nay rảnh quá. Tháng nữa thì cứ ngày giờ tầm 1-2 sen. Thôi chào anh em nhé. Cho anh em ngắm lại cái chậu này một lần nữa. Chậu này đỉnh cao năm ngoái mình đã quay một lần rồi đấy. Địa chỉ liên hệ đây anh em nhé.